Brazil là quốc gia xuất khẩu nhiều cầu thủ nhất ở trên thế giới. Thống kê từ CIS Football Observatory được công bố vào hồi tháng 5 năm nay, đang có tổng cộng 1.219 vũ công Samba chơi bóng ở nước ngoài. Điểm đến ưa thích nhất của họ là các câu lạc bộ của Bồ Đào Nha, với 19% trong tổng số cầu thủ đều đang thi đấu tại đây. Theo suy nghĩ thông thường, Ngoại Anh không phải mảnh đất lý tưởng cho những cầu thủ người Brazil. Những cầu thủ thích đi bóng, thích sâu kim đối phương và thích biểu diễn sẽ trở thành mục tiêu của những gã đổ tề tại Premier League. Với một giải đấu đặt nặng tính thể chất và mang nhiều yếu tố chiến thuật như EPL, sự ngẫu hứng của Brazil có thể bị dập tắt. Ít nhiều người đã nghĩ như vậy, nhưng chất Samba giờ đã tiến hóa để phù hợp hơn với bóng đá hiện đại và Ngoại Anh, để ít nhất họ có thể thích nghi và tỏa sáng trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Mùa hè năm nay, bóng đá Anh chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt tài năng người Brazil đến xứ sở sương mù. Bom tấn có, những cầu thủ theo dạng tiềm năng cũng có. Mùa bóng 2022-2023, có tới 30 cầu thủ mang quốc tịch Brazil đang chơi bóng ở Premier League, chiếm 8,7%. Con số này thậm chí còn đứng thứ hai trong số các quốc gia đóng góp nhiều cầu thủ nhất ở giải Ngoại Anh nếu không tính các thủ bản địa. Chỉ có Pháp với 33 cầu thủ mới là quốc gia đang đóng góp nhiều cái tên hơn tại đây. Về khía cạnh câu lạc bộ, Arsenal đang là đội bóng sở hữu nhiều vũ công Samba nhất với tổng cộng 4 cái tên. Trong khi đó, Man United với hai sự bổ sung lý tưởng trong phiên chợ hè vừa qua đã có 3 cầu thủ người Brazil, ngang bằng với những gì Liverpool hay Tottenham đang sở hữu. Thậm chí, nếu tạo ra một đội hình gồm 11 cầu thủ Senegal xuất sắc nhất tại giải Ngoại Anh, đội hình ấy có thể tiến vào tới tứ kết hoặc bán kết của World Cup chứ chẳng đùa. Còn nhớ trong giai đoạn đầu và giữa của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, chúng ta từng nói về sự đổ bộ của một làn sóng người Hà Lan mới. Thời điểm ấy, Man United mới chiêu mộ Tarek Malacia và nhắm đến một cái tên Hà Lan khác, Frankie de Jong. Chelsea muốn mua De Ligt, còn Tottenham muốn có Bergwijn. Sau cùng, làn sóng Hà Lan với các thủ thuộc quốc tịch này cũng từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan đã thực sự đổ bộ. Những con sóng ấy đã bị lấn át bằng sắc vàng xanh tràn ngập từ các đội bóng. Thực tế thì không phải đến mùa giải hiện tại, người Brazil mới xuất hiện ồ ạt tại Premier League. Trong những năm trước đây, các thủ từ đội tuyển vàng xanh đã nắm giữ vai trò trụ cột trong màu áo của các câu lạc bộ ở Anh. Nhưng chưa bao giờ người ta được chứng kiến số lượng cầu thủ Brazil đông đảo đến vậy ở EPL trong vòng 5 năm qua. Điều gì đã tạo nên một làn sóng cầu thủ Brazil mới xuất hiện ở Premier League? Thứ nhất, ở xứ sở sương mù đã xuất hiện một nhóm những cầu thủ Brazil đã trở thành trụ cột của đội bóng. Họ xuất hiện ở tất cả các vị trí, từ thủ môn cho đến tiền đạo. Ngay cả những cầu thủ từng bị coi là hết thời như Thiago Silva cũng đem đến sự chắc chắn cho hàng thủ của Chelsea. Nhóm những cầu thủ này hội tụ đầy đủ những phong cách chơi, từ dũng mãnh, đầy sức mạnh như Gabriel, sự bình tĩnh, khả năng điều tiết và đọc tình huống như Fabinho, hay đặc tính của những vũ điệu Samba nồng cháy với Richarlison. Đó là bảo chứng để thu hút cầu thủ từ đất nước Nam Mỹ này đến với Ngoại Anh, bởi họ có thể thành công ở bất kỳ một lối đá nào, với bất kỳ một độ tuổi nào. Thứ hai, những cầu thủ người Brazil vừa hay lại trở thành miếng ghép hoàn hảo mà các đội bóng ấy còn thiếu trên thị trường chuyển nhượng. Anthony, một học trò cũ của Erik ten Hag, được kỳ vọng sẽ đem đến sự bùng nổ bên hành lang cánh phải khi mà Rashford chưa thực sự tìm lại được chính mình, còn Jadon Sancho cho thấy anh chơi hay hơn nếu được đẩy sang cánh trái. Trong khi Renan Lodi, người vừa cập bến Nottingham Forest, được kỳ vọng với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình sẽ giúp đội bóng mới lên hạng trụ lại Ngoại Anh ở mùa giải năm nay. Làn sóng Brazil xuất hiện tại Ngoại Anh khiến các cổ động viên của những đội bóng này thực sự vui mừng. Họ đều là những ngôi sao tầm cỡ, có khả năng để gánh đội dù chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Nhưng người vui nhất hẳn phải là huấn luyện viên Tite, bởi đại đa số những trụ cột của ông đều đang được thi đấu đỉnh cao ở giải đấu được mệnh danh là khắc nghiệt nhất và hấp dẫn nhất hành tinh. Ở hàng thủ, Tite có thể kỳ vọng Alisson sẽ tiếp tục giữ vững phong độ này để đảm bảo cho sự chắc chắn của khung thành đội tuyển Brazil tại World Cup sắp tới. Việc được đối đầu với những tiền đạo xuất sắc như Haaland, Ronaldo vào mỗi cuối tuần càng giúp Alisson có thể đạt được trạng thái tự tin cần thiết nhất cho một thủ môn. Tuy nhiên, Alisson cần lưu ý đến Mitrovic, người từng khiến anh hai lần ôm hận ở mùa giải năm nay. Hãy vạch ra một vài những lưu ý với cá nhân của tiền đạo này, bằng không thủ môn của Liverpool sẽ ôm hận trước đối thủ khi đôi bên tiếp tục chạm trán nhau trực tiếp tại World Cup. Người ta vẫn nhắc về cuộc cạnh tranh giữa Ederson và Alisson trong vài mùa giải trở lại đây, nhưng chưa bao giờ cuộc cạnh tranh ấy được đẩy lên đến đỉnh điểm như bây giờ, vì chẳng ai muốn làm người thừa tại World Cup. Alisson đang có lợi thế vì được huấn luyện viên Tite tin dùng, nhưng Ederson cũng chẳng nằm ngoài radar theo dõi của vị huấn luyện viên 61 tuổi. Đôi khi chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng suất bắt chính trên tuyển ở World Cup sắp tới. Trong khi đó, hàng phòng ngự cuộc cạnh tranh sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Huấn luyện viên Tite thường có thói quen sử dụng Marquinhos và Eder Militao cho hai vị trí trung vệ.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa đây là bộ đôi chắc chắn sẽ đá chính trong hành trình tại World Cup sắp tới. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của các thủ trong suốt giai đoạn sắp tới. Thiago Silva của Chelsea, Gabriel của Arsenal hay thậm chí là Diego Carlos từ Aston Villa đều có cơ hội, nhất là khi huấn luyện viên Tite vẫn thường xuyên sử dụng cựu hậu vệ của Paris Saint-Germain trong một số trận đấu. Nếu tiếp tục thi đấu ổn định và không gặp phải những vấn đề về sức khỏe, khả năng cao Thiago Silva sẽ có kỳ World Cup thứ tư và có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ bởi huấn luyện viên Tite vẫn chưa cố định bộ khung nơi hàng thủ của Brazil. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở vị trí hậu vệ cánh với những sự xoay tua liên tục. Emerson Royal hay thậm chí là cả Renan Lodi cũng sẽ được lựa chọn tùy thuộc vào màn trình diễn của họ, có thể thực sự nổi trội hơn những Danilo, Alexandro hay thậm chí là cả Dani Alves trong giai đoạn sắp tới của mùa giải hay không. Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các thủ Brazil tại EPL và các thủ Brazil ở các giải đấu khác, bạn sẽ được chứng kiến chính những vũ công Samba được đối đầu với nhau hàng tuần. Thật tiếc khi Liverpool để thua Man United, cuộc đối đầu tay đôi giữa Fabinho hay Casemiro lại chưa thể xảy ra. Nếu có sự xuất hiện của cựu cầu thủ Real Madrid trong đội hình, có lẽ Fabinho sẽ cố nén đau mà xin đá chính ngay từ đầu. Fabinho muốn cho huấn luyện viên Tite nhận thấy rằng để anh dự bị tại đội tuyển Brazil là một sai lầm. Thật tiếc khi cuộc đối đầu ấy vẫn chưa diễn ra và thậm chí Fabinho sẽ phải chờ đến năm sau khi hai đội gặp nhau ở trận lượt về. Lúc đó có khi mọi chuyện đã quá trễ mất rồi. Đại chiến Brazil trong lòng Premier League còn xuất hiện ở hàng tấn công với quá nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể liệt kê hàng đống những mũi tấn công chất lượng đang có mặt ở Ngoại Anh vào lúc này. Lucas Paqueta, người vừa cập bến West Ham, cần phải thích nghi nhanh với tốc độ chơi bóng tại đây, cần phải tỏa sáng đúng như kỳ vọng. Nó không chỉ giúp ích cho đội bóng thành London mà còn đem lại lợi thế cho chính cầu thủ này trong cuộc cạnh tranh cho một suất đá chính. Bởi những Coutinho, Antony hay Gabriel Martinelli đều đang sẵn sàng trong cuộc cạnh tranh sòng phẳng ấy. Bạn có thể điền tên cả Bruno Guimaraes hay Joe Linton, cặp tiền vệ của Newcastle trong cuộc cạnh tranh này, vì Newcastle có thể sẽ là một trong những ngựa ô thú vị của Ngoại hạng Anh năm nay. Chẳng một ai là chắc suất trong đội hình của đội tuyển Brazil, ngoại trừ Neymar. Gabriel Jesus đang bay cao với Arsenal, nhưng anh vẫn còn đó những đối trọng từ Richarlison hay Roberto Firmino. Ưu thế chưa nghiêng hẳn về bên nào, mà nó chia đều cho tất cả. Nơi người nổ súng thường xuyên nhất, đạt phong độ cao nhất sẽ là người được lựa chọn. Không chỉ là những trận đại chiến, sự kết hợp của họ còn giúp lối chơi của đội tuyển Brazil thêm phần nhuần nhuyễn. Câu chuyện đem Casemiro về để mở khóa Fred đã được nhắc đến rất nhiều và nó sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hay sự kết hợp giữa Emerson Royal cùng với Richarlison cũng là điều đang được huấn luyện viên Tite chờ đợi. Premier League năm nay chứng kiến màn đại chiến rầm rộ của những người Brazil. Nó vô tình trở thành vườn ươm cho giấc mơ vô địch của Seleção, vì làm gì có mảnh đất nào tuyệt vời hơn để các thủ được nâng cao trình độ như Ngoại Anh. Sự cạnh tranh ấy là cần thiết vì Tite cần một tập thể thiện chiến nhất cho tham vọng nâng cao cúp vàng, nhất là khi Brazil đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại Qatar năm nay. Bên cạnh những gương mặt tốt nhất, Seleção còn có thể tìm ra một sự thay thế vừa vặn trong trường hợp ngôi sao số 1 của họ, Neymar gặp rủi ro với chấn thương hay bị đối thủ khóa cứng. Sẽ có những phương án B, phương án C được tính đến khi Jesus, Richarlison hay Firmino đều đang rất sẵn sàng để bước lên lãnh trọng trách dẫn dắt của người đội trưởng. Cuộc đại chiến Brazil trong lòng Premier League sẽ biến giấc mơ vô địch của Seleção trở thành hiện thực. Giấc mơ ấy được nuôi dưỡng trên chính nước Anh và bởi chính người Anh. Sẽ ra sao nhỉ nếu năm nay Brazil lên đỉnh thế giới và người Anh nhận ra rằng thì ra Premier League đã là chất xúc tác thúc đẩy cho điều này xảy ra.